Sau chia tay, Huỳnh Anh bất ngờ đăng ảnh Hoàng Oanh kèm status gây choáng. Dường như không chỉ Hoàng Oanh mà cả Huỳnh Anh vẫn còn vương vấn đối phương. Cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt Huỳnh Anh và Hoàng Oanh tuyên bố chia tay khiến người hâm mộ vô cùng hụt hẫng tiếc nuối. Sau cuộc tình đẹp như mơ tan vỡ, dường như tâm trạng của nữ MC duyên dáng vẫn vô cùng ngổn ngang và chưa lấy lại được cân bằng. Hoàng Oanh đăng tải bức ảnh rạng rỡ trên Instagram cùng 7 chữ kỷ niệm luôn đẹp và đáng quý, đồng thời vẫn lưu giữ những bức ảnh tình tứ cùng bạn trai kém tuổi trên Facebook cá nhân. Về phía Huỳnh Anh, nếu như chàng hot boy điển trai từng khẳng định rằng không hối tiếc khi chia tay, thì ở diễn biến mới nhất, anh chàng bất ngờ đăng ảnh người yêu cũ kèm dòng status mà chắc Hoàng Oanh có đọc được cũng phải xót xa nghẹn lòng. Mới đây, Huỳnh Anh chia sẻ dòng status đầy tâm trạng, tạm biệt em nhé người anh yêu. Và đăng kèm bức ảnh tình tứ ngọt ngào nắm tay bạn gái xinh đẹp khi còn bước chung, khiến người hâm mộ cũng xót xa thay cho hai người. Nếu đã là người anh yêu thì tại sao phải tạm biệt, vui buồn có nhau, hạnh phúc bên nhau, rồi cuối cùng lại lựa chọn xa nhau. Chúng ta đúng lạ thật, buông tay lúc còn yêu thì không gì đau hơn, nhưng vẫn cứ buông tay. Vạn sự tùy duyên, không thể nào thay đổi được, chuyện gì đến cũng phải đến thôi, nhưng nếu buông bỏ, có khi sẽ không bao giờ gặp lại được nhau trên ngã rẽ nào nữa. Người yêu mà cũ nghe có đau lòng không? Cũ mà còn yêu nghe có xót xa không? Còn yêu nhau thì quay lại với nhau, chứ đừng nói lời tạm biệt. Dưới dòng trạng thái của Huỳnh Anh, nhiều fan để lại bình luận an ủi động viên và khuyên anh chàng nếu còn yêu nhau thì quay lại với nhau chứ đừng nói lời tạm biệt. Trước đó, Hoàng Oanh cũng cập nhật trang Instagram kỷ niệm luôn đẹp và đáng quý như muốn nhắc nhở tới mối quan hệ không có happy ending của mình với bạn trai kém tuổi. Có thể thấy dù chia tay êm đẹp nhưng người trong cuộc dường như vẫn còn vương vấn, tiếc nuối cuộc tình, chứ ai có thể lấy lại được trạng thái cân bằng như trước. Từng bị tố là người thứ ba, cuộc sống Hồng Ánh giờ ra sao sau hơn 8 năm kết hôn? Hơn 8 năm kết hôn, cuộc sống của Hồng Ánh và nhà phê bình Thanh Sơn vẫn hạnh phúc, dù cô từng bị tố là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Hồng Ánh là một diễn viên tài năng của làng điện ảnh Việt. Cô tham gia rất nhiều bộ phim như Người đẹp Tây Đô, Lục Phân Tiên, Trăng nơi đáy giếng, Mùi ngò gai. Mới đây, cô còn gây tiếng vang lớn khi làm đạo diễn cho bộ phim Đảo của Dân Ngụ Cư. Bên cạnh sự nghiệp thành công thì cuộc sống đời tư của Hồng Ánh và chồng là nhà phê bình Thanh Sơn cũng được công chúng quan tâm. Được biết Hồng Ánh lần đầu gặp Thanh Sơn vào năm 2000 và họ chính thức trở thành vợ chồng vào tháng 1 2009. Sau 6 năm yêu nhau và 3 năm sống thử, việc lên xe hoa của nữ diễn viên ở tuổi 32 vốn nội tuyến duyên tình lận đận đã làm nhiều người yêu quý cô thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên tại thời điểm ấy cũng có nhiều lời ra tiếng vào về việc nữ diễn viên xinh đẹp chỉ là người đến sau khi trở thành tập 2 của nhà phê bình Thanh Sơn. Thời gian 6 năm yêu nhau đó, Hồng Ánh được cho là đã cam phận làm người thứ ba, chờ đợi Thanh Sơn ly hôn. Đầu năm 2011, trên trang Facebook cá nhân của nữ doanh nhân Hoàng Oanh, vợ cũ Huy Khánh, đăng tải một status ám chỉ Hồng Ánh là kẻ cướp chồng. Đọc báo thấy diễn viên Hồng Ánh ứng cử đại biểu quốc hội còn sốc hơn cả xem Ngọc Quyên cởi truồng bảo vệ môi trường. Hồ ly 6 năm liền chèo kéo lăng loàn với chồng người khác, làm người ta tan cửa nát nhà, mẹ quá con côi, nay hiện nguyên hình, Hoàng Anh viết. Từng scandal cướp chồng nhưng diễn viên Hồng Ánh vẫn sống rất hạnh phúc. Dù bận rộn với công việc nhưng cả hai đều dành thời gian rảnh ở bên nhau hay đi du lịch. Cuộc sống của họ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù không có con chung nhưng Hồng Ánh vẫn vui vẻ khi sống bên nhà phê bình Thanh Sơn. Cô cũng bận chăm lo cho con trai riêng của chồng cùng hai con nuôi. Diễn viên Hồng Ánh từng chia sẻ, tôi may mắn khi có anh Thanh Sơn ở bên, chúng tôi xem nhau như những người bạn và luôn ủng hộ công việc của nhau. Đặc biệt, anh cũng là người yêu mến các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, nên phần nào hiểu được công việc của người diễn viên là như thế nào. Tôi thường hỏi con riêng của chồng là sao con không gọi cô là gì. Bé hồn nhiên trả lời vì trông cô rất trẻ và không muốn người khác nghĩ, dì ghẻ con chồng. Diễn viên Hồng Ánh và chồng tại Pháp vào thời điểm cô tham dự liên hoan phim Cannes 2017. Cả hai đi du lịch với nhau ở nhiều nước trên thế giới. Mối quan hệ của Hồng Ánh với gia đình chồng rất tốt đẹp. Vợ chồng cô cũng hay tụ tập đi chơi với bạn bè. Giống Trường Giang, quán Thu Trang mới mở cũng bị chê lên chê xuống.
Bên cạnh những lời khen ngợi, cũng có người đánh giá thấp về chất lượng món ăn và thái độ phục vụ ở quán Thu Trang. Mới đây, vợ chồng Tiến Luật Thu Trang mở cửa hàng ăn, cũng như quán Trường Giang, rất nhiều người hâm mộ đã đến ủng hộ Hoa hậu hài. Bên cạnh những lời khen, cũng có không ít thực khách để lại đánh giá thấp về chất lượng món ăn và thái độ phục vụ của nhân viên, điều mà quán cơm quê của danh hài Trường Giang từng vấp phải. Mặc dù em rất thích chị Thu Trang, nhưng em sẽ không bao giờ quay lại quán của chị nữa. Em nghĩ chỉ nên dừng lại ở việc xem chị diễn hài và đóng phim. Lúc 7 giờ ngày 5 tháng 6, chạy xe đến nơi không có ai giữ xe, đứng một hồi, may có bạn nhân viên ra đưa hàng check away cho khách thì mới được nhận xe. Mặc dù lúc đó chỉ có vài xe, nhân viên order lộn món, thiếu món. Tất cả các món ăn trong dĩa đều nguội, bao gồm bò, trứng kêu thêm, khoai tây chiên, bánh mì tươi, nguội, bò khét và dai. Mình đi cùng bạn gọi phần king combo 366.000 đồng, cũng không mong mỏi gì lắm. Nhưng thịt ra thì hết sức mong đợi luôn, mở toàn tập. Miếng thịt chia 3 phần thì một phần thịt, một phần mỡ, một phần còn lại, dai tê tái, khổ sở để ăn. Dẫu sao nhân viên cực kỳ tốt, nhân viên đáng yêu, nên rate cho 5 sao nhân viên và 2 sao cho thức ăn thôi à. Không phải chỉ có mình bàn mình bị mỡ, mà các bàn lân cận kêu combo cũng vậy. Đồ ăn mình không dám đánh giá vì mỗi người một kiểu khẩu vị, nhưng cái đĩa mình ăn bị gỉ xét mà vẫn bỏ món ăn vào và đem lên phục vụ khách thì mình không hiểu quán làm ăn như thế nào. Phục vụ thì chậm, lộn thứ tự khách đến trước đến sau, không gian chật, không có máy lạnh, không thoáng khí, ngột ngạt, ăn xong ra toàn mùi khói. Đồ ăn đợi gần 40 phút, lên món, dĩa bò nguội tanh, nước sốt nguội đến mức tưởng như đồ thiêu, chả hiểu trong 30 phút đó đầu bếp làm gì. Thái độ phục vụ của quán ăn Thu Trang cũng bị không ít người phàn nàn, trước đó quán cơm của Trường Giang cũng bị chơi tơi bời. Trang Trần bất ngờ thừa nhận, tôi uống bia như nước, nói tục, chửi bậy hay đánh nhau. Clip livestream gần đây, Trang Trần cho biết, cô thấy mệt mỏi vì bị dư luận chỉ trích dữ dội. Cô còn tự thừa nhận những điểm xấu của mình và khuyên mọi người nên tránh xa. Thời gian qua, vụ người mẫu Trang Trần dùng lời tục tiểu mắng chửi, thậm chí đe dọa tới nhà xé xác nghệ sĩ Xuân Hương khiến dư luận bức xúc. Điều đáng nói là nữ nghệ sĩ lớn hơn Trang Trần, cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề, và bị sỉ nhục, lăng mạ gây tổn hại đến danh dự uy tín, nghệ sĩ Xuân Hương quyết định làm đơn tố cáo Trang Trần lên công an thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, bà còn yêu cầu tìm ra danh tính người đã giả mạo mình để vào bình luận trên Facebook của Trang Trần nhằm gây mâu thuẫn để hạ thấp danh dự bà. Những tưởng Trang Trần lo lắng, nào ngờ cô còn mạnh miệng tuyên bố tất cả chỉ là chuyện nhỏ và sẵn sàng hầu tòa cùng nghệ sĩ Xuân Hương. Ngoài việc mời luật sư, nữ người mẫu còn được mẹ chồng dạy cách đối đáp với nghệ sĩ Xuân Hương tại tòa. Mẹ đọc báo rồi, khi nào con ra tòa chỉ hỏi đúng một câu. Cháu nói cô nghe này, mẹ chồng cháu bảo nếu cô không chửi cháu thì cháu không bao giờ chửi cô chia sẻ. Tuy nhiên mới đây trên trang cá nhân, Trang Trần thừa nhận cô cảm thấy quá mệt mỏi, không vui vẻ gì sau nhiều ngày bị dư luận chỉ trích dữ dội. Bên cạnh đó, chân dài còn thẳng thắn chỉ ra các điểm xấu của bản thân. Trang Trần thừa nhận, tôi uống bia như uống nước, nói tục, chửi bậy hay đánh nhau. Trang Trần cho biết, ngày nào cô cũng đi nhậu 3-4 lần, và mỗi lần uống khoảng vài chục chai bia là chuyện rất bình thường. Nhậu nhiều như mình là xấu lắm nhé, mọi người đừng nhậu như mình, kỳ lắm. Phụ nữ gì mà cứ thích nhậu vậy đó, ngày nào cũng nhậu, cô kể. Khi có người hỏi lý do vì sao thích nhậu nhiều như vậy, Trang Trần giải thích, làm gì có công việc nào uống bia rượu, chỉ vì đam mê tửu lượng thôi, đam mê nhậu nó mới bị như vậy, ngày nào mình cũng nhậu, xấu tính nhở, mỗi người đừng nhậu như mình, mỗi trận 10 đến 15 chai bia thì vỡ nợ, bia uống thay nước. Rút kinh nghiệm từ bản thân, Trang Trần khuyên chị em phụ nữ nên giữ gìn nhan sắc bằng cách không thức khuya, không uống rượu bia. Mọi người đừng thức khuya hay uống rượu bia như mình như một thằng con trai ấy. Cuối đoạn livestream, một lần nữa Trang Trần khẳng định, con người mình cũng có điểm tốt và điểm xấu. Ai chơi với mình sẽ thấy được điểm tốt là chăm chỉ lao động, chịu khó kiếm tiền, thương người. Còn điểm xấu của mình là uống bia như nước, nói tục, chửi bậy hay đánh nhau. Trấn Thành tiết lộ sự thật về tiệc đám cưới Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ. Chia sẻ của Trấn Thành về tiệc cưới của Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Vừa qua, xuất hiện tại một sự kiện của Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ với tư cách người dẫn chương trình, Trấn Thành khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi lên tiếng giải thích về tin đồn làm đám cưới của cặp đôi này cách đây ít lâu.
Cụ thể, đề cập về chuyện thời gian qua có nhiều lời đồn đại cho rằng ông Hoàng Nhật Việt và Dương Triệu Vũ tổ chức tiệc cưới khiến nhiều người hoang mang, người thất vọng. Trấn Thành chia sẻ, tiệc hôm đó tôi cũng đi ăn, có thể khẳng định không phải tiệc cưới. Cưới cái gì? Đấy chính là tiệc tri ân, gửi gắm tình cảm về một mối quan hệ đặc biệt, đánh dấu chặng đường 14 năm 9 tháng hai người đồng hành bên cạnh nhau. Không chỉ Trấn Thành, Mr. Đàm cũng lên tiếng giải thích những thắc mắc từ người hâm mộ. Anh xác nhận không hề có chuyện mình làm đám cưới với Dương Triệu Vũ, đơn giản vì bữa tiệc ngày hôm đó đâu có bánh cưới và rượu vang. Dương Triệu Vũ và Đàm Vĩnh Hưng lần đầu gặp gỡ từ năm 2002. Ban đầu, Dương Triệu Vũ chia sẻ anh không mấy ấn tượng với Mr. Đàm, dù khi đó đàn anh đã là gương mặt đình đám với nhiều hit khủng tại Việt Nam. Phải mãi đến khi trực tiếp nghe Đàm Vĩnh Hưng hát, Dương Triệu Vũ dường như mới bị chinh phục. Kể từ đó, hai người trở nên thân thiết. Đàm Vĩnh Hưng cũng hỗ trợ đàn em hết mình trong sự nghiệp ca hát. Hầu hết chương trình, Đàm Vĩnh Hưng tham gia đều có mặt Dương Triệu Vũ. Dù nhiều người cho rằng, nam ca sĩ sinh năm 1984 dựa hơi đàn anh, nhưng cả hai vẫn không bị những tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến mối quan hệ thân thiết. Từ đó đến nay, gần 15 năm gắn bó bên nhau, tình cảm của Dương Triệu Vũ Đàm Vĩnh Hưng dường như chưa từng phai nhạt. Nếu Đàm Vĩnh Hưng từng công khai thừa nhận Dương Triệu Vũ là người không thể sống trong cuộc đời anh, thì anh một lần biểu diễn trên sân khấu, em trai Hoài Linh cũng từng gây sốc khi tặng nhẫn cho Mr. Đàm và tiết lộ anh đã phải dành dụm cát xê từ nhiều đêm diễn để mua được món quà này. Ngày 15 tháng 5 vừa qua, cả hai cùng tổ chức tiệc kỷ niệm quãng thời gian 15 năm 9 tháng gắn bó cùng nhau với sự tham gia của dàn sao Việt khủng như Trường Giang, Nhã Phương, Hồ Ngọc Hà, Trấn Thành, Harry Won. Mức độ hoành tráng, không gian lộng lẫy được trang hoàng với hoa tươi, ánh nến lãng mạn khiến nhiều người cho rằng đây là tiệc cưới của hai nam nghệ sĩ.